Ok, và hello tất cả mọi người nha, đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Thì nay mình sẽ tiếp tục series con Doraemon Story of Season nha. Ok, thì trước khi vào video, mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha, bằng cái like và share cho tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký, nhớ bấm vào đăng ký đi nha. Ok, thì tập hôm nay cũng nói là tiếp tục làm hết sự kiện đối với lại ông thị trưởng và bắt đầu sự kiện là Hamon, cộng thêm là một nửa sự kiện của chú Bét nữa. Thì sự kiện của ông thị trưởng thì cứ ra là dính hai cái liền luôn rồi. Ok, Nobita nói là rất là lo lắng tại sao ngày Bram lại gọi tất cả mọi người tới đây vào buổi sáng sớm như thế này. Doraemon, cậu cũng ở đây à? Chào cậu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tự mà cậu nhìn thấy đi. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian bận rộn của mình để tới đây. Ông thì chủ muốn thông báo một cái tin gì đó khá là quan trọng. Ôi, nói nhanh đi ông ơi, tụi cháu bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đó. Tụi kia nó nói là nếu như mà nó giúp được thì chúng nó sẽ giúp. Ngày hôm nay sẽ là ngày của trẻ con, cho nên là tất cả trẻ con ở thị trấn này đều được nghỉ xã hơi. Hamon nói là ý của ngày ấy là ngày hôm nay là chúng ta không phải làm việc đấy. Nói là sau khi mà đọc lá thư của người bà xong là bắt đầu là thưởng cho đám con nít là có một ngày chơi vừa vui vẻ. Đúng vậy, tại vì ông ấy muốn là những đứa trẻ là phải được vui. Nghĩa là nó vừa làm, nó làm xong thì nó phải hưởng thụ chơi, tại vì còn con nít mà, nó phải làm suốt ngày được. Bây giờ là cứ chơi cười và vui vẻ đi. Vui quá, ngày của trẻ con. Gọi là quốc tế thiếu nhi cũng được. Ok, bây giờ là chúng ta cũng chả có việc gì làm hôm nay. Thật là tuyệt, nghe rất là vui các cậu nhỉ. Cậu có biết tại sao là ngày Ram lại làm những việc này không Doraemon? Rồi. Doraemon nó nói ẩn ý là tớ biết chứ sau những vụ việc như kia. Nobita nó không biết là ý gì, cho nên là đừng có nói ẩn ý như vậy Doraemon. Cậu đừng như thế chứ, bây giờ là cứ tận hưởng và chơi đi. Hãy để trò chơi được bắt đầu. Let's game begin. Đây Nobita vẫn sử dụng sở trường là chơi dây của mình, nhưng mà hiện tại thì đáng lẽ là cái người lập trình người ta phải làm ra thêm cái dây chứ, đồ họa, tụi đồ họa nó phải làm thêm cái dây nữa, làm cho Nobita nó cứ quơ tay không mà ai biết được đó. Rõ ràng là cái kỹ thuật tay là sổ dây nha, nhưng mà lại không có dây. Buồn. Gemma thích cho nên là đòi Nobita nhảy cho chuyện dây. Mà Nobita có nhiều gì đó không ổn á, Hamon. Ok. Nhưng mà Hamon nghĩ là tớ cần nên quay trở lại làm việc. Thật hả? Tại sao? Hamon lo lắng cho bà của... tại vì
bà cũng ham môn già rồi mà, với lại nhà có hai bà cháu rồi làm sao mà tự làm được, cho nên là Hamon phải buộc phải trở về để phụ giúp, mặc dù là cũng muốn nghỉ lắm. Rồi tội Zema cũng vậy, cũng lo lắng cho bố với mẹ, cho nên là chắc là Zema cũng về. Thì là tụi này từ xưa giờ là tụi nó làm việc chung với là gia đình quen rồi, cho nên là kiểu gì nó cũng phải trở về thôi, đâu thể bỏ đi lâu rồi. Chê anh thì giận, tại sao là mọi người lại có thời gian có thể là nâng cao cảm xúc lên rồi, tại sao mọi người lại bỏ điều đó mà quay trở lại làm việc như vậy? Kệ cậu ấy đi, cứ chơi đi. À, hai này đang trách móc Hamon. Mà tụi này nói có thể là Hamon đúng đấy. Anh nó kêu là tốt nhất là nên trở lại thôi, bởi vì mẹ đang lo lắng cho ngôi nhà một mình, cho nên là chúng ta không thể bỏ mẹ mà đi cả ngày. Tại đa số trong đây là rất là ít đứa có. Ấy. Chỉ có mình bé Nema là Rem là hai người đó là có đủ hay sao? Có đủ hai người chăm sóc, còn lại là chỉ có một thôi, cho nên là tụi nó lo lắng là cũng là điều hiển nhiên. Nhưng mà bé Rem thì mình nghĩ là đó cũng phải về thôi, tại vì ông bà già mà. Có thể Chema ở lại chơi được, nhưng mà nếu là Chema là trưởng thành quá, còn ba mẹ đó thì cứ suốt ngày đi lo kiếm mấy cái con ấy thôi. Cho nên là con Chema lo lắng cũng đúng. Nói chung là mỗi đứa mỗi nỗi khổ khác nhau. Có thằng Jaya với lại Shinryo thì... Không, Shinryo thì nó còn có thể học được làm bếp, nhưng mà còn Jaya thì nó như là thừa thải rồi, chỉ là ở chung thôi. Chắc là ông biết ông cũng trả truyền lại cái gì cho Jaya thôi nhỉ. Chắc là do mình ít thực hiện là chú bé quá, cho nên là mình mới không biết được, mình mới không biết được là có truyền dạy cho Jaya làm nghề gỗ không. Thì trưởng bất ngờ là tại sao mọi người lại bỏ về, tại sao lại không ngăn cản tụi nó. Doraemon thì vui bởi vì mọi người ở đây đều trưởng thành, biết suy nghĩ cho cả gia đình, rất là vui rồi. Người ta dậy đi, trời đã sáng rồi. Đây là sự kiện cuối cùng đây. Chuyện gì vậy thương ngày ra? Ok, ông ấy có một cái điều quan trọng muốn nói. Giờ ông ấy muốn trả lại cho mình muốn bảo bối à? Ờ, thật hả? Hóa ra sự kiện cuối cùng là để trả lại mình bảo bối. Giờ mình có bảo bối rồi, mình sẽ đưa cho cô Vera. Cô Vera sẽ nghiên cứu thêm cái đường mà mình trở về nhà. Thì bắt buộc là phải có những cái bảo bối, như những cái bảo bối mà không tác dụng được ở trong ông trại của mình á, thì là những bảo bối nó liên quan tới cốt truyện giúp mình có thể trở về nhà được. À, hóa ra là cái đồng hồ ngưng động thời gian. Đồng hồ này có thể tăng tốc được nha, mà cũng có thể ngưng động được. Ngày xưa đọc truyện là nó tên là vậy, cho nên là bây giờ lớn lên rồi mình cứ gọi là vậy. Mặc dù là nó có nhiều công dụng. Ok, thì khúc này mình sẽ skip qua nha, để nếu như mà nó có xảy ra sự kiện với Hamon nữa thì làm cho nó dễ. Nhưng mất công mấy bạn phải đợi những cái khúc đó nữa. Ok, thì mình vừa mới lên nghiên cứu xong là cái... cái sự kiện của Hamon là bắt buộc là phải hoàn thành cháp 10 của nhiệm vụ chính cơ thì mới làm tiếp được nhiệm vụ của Hamon. Cho nên là mình sẽ chuyển sang làm nhiệm vụ khác rồi. Làm nhiệm vụ của chú bếp.
đi cầu 3 giờ chiều, 3 giờ chiều sang nhà của chú bếp thêm sự kiện. Và mình cũng lên mình đọc là sự kiện của chú bé lại liên quan tới chị Thành đi. Không biết sao, chắc là phải nghiên cứu dần. Ô, chào cậu nói với ta. Chào xe anh, chào chú bé. Cậu tới đây có chuyện gì không ạ? Sao chú bé kiểu là xe nó lại thắc mắc là tại sao chú bé lại thích vô thành phố, vô thị trấn, cứ vô thị trấn đa số là toàn là đi lăn qua để trong rừng à. Xe nó đang hỏi về chú bé đây nhưng mà chú bé lại không trả lời rõ ràng. Người ta cũng không biết là như thế nào. Nói chuyện đủ rồi cho nên là chú ấy quay lại làm việc. Nói chung là nãy giờ tụi kia nó chỉ hỏi thôi nhưng mà chú bé lại trả lời cái cách mà ấy qua loa rồi đó. Cho nên là xe anh bây giờ kêu mình là tốt nhất là nên tìm hiểu chú bé xem. Nhận lời thôi. Chứ cái câu dưới là câu why me, là hỏi là tại sao lại phải là mình là nó. Vậy là xong sự kiện là hiện tại với lại chú bếp. Là bây giờ là mình cần phải tìm hiểu thêm về chú bếp thôi. Mình sẽ skip qua khúc này luôn nhé. Skip qua khúc này để mở sự kiện sau thì nó khá là lâu mà. Ok thì tiếp tục sự kiện nào. Bây giờ là mình sẽ ngủ tới 3 giờ. 3 giờ sau đó là quay lại nhà của chú bếp xem sự kiện. Ồ, có hai chú này ở đây. Chú Misty với lại chú Mắt. Tại sao mọi người lại ở đây? Có việc cần nhờ à? Vậy ta ở đây bởi vì cái kiểu là theo cái bàn mà rèn của ta bị hư rồi cho là muốn tới đây để nhờ chú bếp sửa lại. Còn chú tại sao chú lại ở đây chú Mát? Cái bàn của chú cũng bị hỏng vài ngày nay nên là chú cũng muốn nhờ chú bếp sửa lại. Tại sao hỏi mình là có đi với ai thường hay chơi với ai trong thị trấn, nói là Hamo, Yama và tất cả mọi người đều tuyệt vời. Ồ, cháu chơi với cả Yama, cảm ơn cháu. Ê, chắc là bàn về con cái đây rất là thích. Tại vì hai người này đúng là hai người bố rồi cho nên là bàn đúng đề tài là bàn vậy, con cái là cứ ngồi bàn thôi. Rồi bắt đầu cãi nhau rồi. Nói là Blaine thì cũng thích là nghề rèn và Zema cũng hay chơi với chú Mát. Bắt đầu cãi nhau rồi. Hỏi là như thế nào. Đúng vậy, Blaine nó cũng rất là yêu thương ba nó vậy. Chẳng qua là hai người không có hợp nhau thôi. Là hay gây gỗ chứ nó vẫn thương người thương. Ok, ông ấy ông đi lấy nguyên liệu. Nhưng mà cách nói chuyện của chú bếp nó lại rất là lạnh lùng nha. Oh,
Ôi, chú Mitty biết là chú Mark có con gái. Ở là chú Beth có con gái và chú Mark lại bất ngờ bởi vì chú Beth là có con gái hả? Dạ, đó là một cái tin mới đối với mình. Ồ, điều đó chắc chắn. Thế thì con gái của chú ấy ở đâu? Hóa ra là con gái của chú bé lại hay chơi với thằng Mark, cho nên là không muốn chú Mitty thì không muốn làm mất lòng hai đứa con của nó. Và Nobita nghĩ là có thể là cái giọng nói trong cái TV thời gian hôm trước mà chú bé dùng ấy, là giọng nói của con gái của chú bé. Thì ổng lại bắt đầu tò mò với mấy món bảo bối của Doraemon nữa, là thấy hay là đã mở sẽ tịch thu ngay. Nhưng mà Nobita trả lời là không có gì đâu chú ạ. À, chẳng lẽ là chị Sandy sao? Tại vì mình có đọc qua là cái cách hướng dẫn mở sự kiện á, là cũng có lên team là chị Sandy. Thì không lẽ chị Sandy là con của chú bếp? Chú bếp nói là chú bếp quên cái chuyện mà có con gái đi rồi. Không lẽ nào? Ok, mình sẽ skip qua khúc này để tới sự kiện sau, nhưng nhớ là đang hay mà. Ok, thì bây giờ là sự kiện tiếp theo là phải có 5 team là chị Sandy bắt đầu từ lúc 1 giờ. Từ khung giờ 1 giờ đổ đi. Là cứ miễn là tới cái khung giờ này là ok. Ủa không được hả? Đáng lẽ giờ vô cửa là được rồi, không lẽ là bị kẹt cốt truyện. Nó dính lại một cốt truyện khác. Nó dính lại một chuyện khác rồi. Để mình biết chắc mà dính lại cái nhà này, cho nên là nó mới không hiện ra cái sự kiện của chị Sandy được. Ok, ngài Rem thì bắt đầu là thấy không khỏe trong người, cho nên là xin chị Serena tí thuốc. Chị được cái đó, thuốc là thuốc tăng lực mà, chứ không phải là thuốc hồi thể lực đâu. Ông không thích cái thuốc này. Cho nên là ông bực mình, ông bắt đầu ông rầy la gì Serena. Tưởng là chị Serena kiếm chuyện với ông, cho nên ông bắt đầu ông rầy la. Rồi nó quay qua la mắng thành bác sĩ. Nhưng mà chắc anh bác sĩ giải quyết thôi, đó là lỗi của anh ấy. À, chắc là anh ấy nhận sai rồi. Nói là anh ấy sắp xếp sai, cho nên là y tá mới đưa sai. Khá là ga lăng nhờ. Cảm ơn anh bởi vì giúp em. Đúng là đám thuốc đó có thể khiến chúng ta phải gặp rắc rối mà. Nên là em cứ cẩn thận hơn đi. Chị có ổn không chị Serena? Chị ổn. Xin lỗi bởi vì làm tụi em lo lắng. Ok. Nhưng mà tất cả đều lỗi của chị cả, do chị đưa sai thuốc cho ngài thị trưởng. Chị lo. Nói chung là cái cặp này yêu nhau mà, cho nên là lo lắng với nhau thôi. Rồi hai đứa nhóc vô ủng hộ chị nhà này. Chỉ có vậy thôi. Yêu nhau nhưng mà không dám nói ấy, cho nên là nhiều người cũng gặp rắc rối như vậy. Bây giờ là tới cái thời điểm mà mình phải chạy ra một cái đường điểm khác, sau đó mình quay lại. Mong là lần này sẽ có cốt truyện là chị Sandy đi.
tại vì kẹt cốt truyện là nhà bác sĩ cho nên là không có mở ra được cốt truyện là chị Sandy. Ôi nếu vậy thì mình sẽ kiếp qua nhé, tại có thể năng là phải về nhà ngủ rồi. Ok thì sau khi mà bạn kiếp qua thì bây giờ là 1 giờ, 1 giờ không được thì 2 giờ vậy thôi, nó cũng chỉ có tầm đó thời gian rồi. Và thậm chí là bây giờ mình sẽ mang thêm cái này nữa để chạy cho nó lẹ. Đúng rồi, có rồi, đây sự kiện là chị Sandy đây. Ôi, chào Nobita, chào chị Sandy, rất vui được gặp chị. À, gặp sau nha. Đấy một cách nói chuyện thờ ơ y chang cha con y chang nhau. Cho nên là Nobita chạy theo để kiểm tra xem có phải là chị Sandy là con của chú bếp hay không. Nobita, cậu em bị thương gì à? À, em thấy chị Sandy vào đây cho nên là em không biết là chị ấy gặp chuyện gì, liệu chị ấy có bị gì không. Giống như là bị khớp hay gì rồi, chắc là do kéo cá nhiều ấy, cần sức lực mạnh cho nên là bị đau cơ hay gì đó. Tại sao em lại lo lắng cho chị? À, em chỉ muốn là xem chị có ổn hay không thôi. Cảm ơn em nhé Nobita. Rồi hóa ra là Nobita nó cũng khôn lõi chứ ai nói nó ngốc đâu, biết lừa luôn, đánh lừa chị Sandy luôn để thu thập thông tin mà. Chị Serena ghen bởi vì họ cũng đang ở gần nhau. Đúng vậy, và chị rất là lo lắng tại sao như vậy. Ghen hóa ra là chị Sandy là do là câu cá cho nên là chắc kiểu gì cũng phải kéo nặng, kéo nặng thì sẽ gây ra mấy cái dư chứng đau cơ hay là chật khớp này nọ nên là mới tới đây khám bác sĩ. Giờ Nobita hỏi thẳng luôn, à, có phải là hỏi hẳn anh bác sĩ là tại sao anh lại thân mật với lại chị Sandy như vậy? À, tại vì anh bác sĩ biết chị Sandy từ hồi chị ấy còn là đứa trẻ cơ, không lớn bây giờ. Hóa ra chị Serena lại lớn hơn chị Sandy. À, có phải là chị ấy là luôn là ngư dân hay không? Carpenter hình như là một thợ mộc, đúng rồi, ngày xưa là thợ mộc. Ủa? Bây giờ là anh bác sĩ nói là đúng vậy, Sandy là con gái của chú Bết và chú ấy là một thợ mộc từ khôi. Đấy, Nobita hỏi là có phải là ngư dân từ trước tới giờ không thì anh bác sĩ nói là không phải, mà là bắt nguồn từ thợ mộc. Và tất cả mọi người đều bất ngờ là chú Bết lại có con gái. Nói chung là mọi người đều mừng bởi vì chị Sandy ổn thôi. Giờ mình sẽ skip qua khúc này để xem cái sự kiện tiếp theo nha. Ok, thì sự kiện lần này sẽ là vào lúc 14 giờ. Sau đó mình sẽ sử dụng cái này để chạy thiệt nhanh sang bên đây. Lúc này là mình tới báo cho Saiyan biết được thêm thông tin của mình. Hỏi là mình đã lấy được thêm gì thông tin về chú bếp chưa? Và mình nói là mình cũng đã tìm được. Thực ra là về chị Sandy. Cái gì chị Sandy à? Tớ biết là điều đó khá là bất ngờ, nhưng mà tớ nghĩ là chú Bết đã xem chị Sandy lúc còn nhỏ bằng cái TV đi thời gian. À, đó là lý do mà tại sao tớ nghe được giọng của con gái. Ok, bây giờ đi gặp chị Sandy thôi. Bây giờ
Đúng vậy. Chắc chắn là phải mang chị ấy trở lại nằm thở mộc lần nữa. Nhưng mà xe anh đợi đã. Vậy là đúng xác thực là chị Sandy là con của chú Bớt rồi. Bây giờ chỉ có tìm cách là giảng hòa cho hai người thôi. Cho hai em làm gì ở đây? Thế thì chị hôm nay như thế nào rồi? Có phải sự thật là chị là con của chú Bớt hay không? Ok, thật ra là chú Bớt cũng chả nói gì cả, là do tụi em tự khám phá đấy. Chị Sandy, tại sao chị lại không quay trở về khu thợ mộc? Không bao giờ. Tại sao? Bởi vì ông ấy sẽ không đồng ý cho chị là ngư dân. Nhưng mà nếu như mà chị ở nhà thợ mộc thì cũng có thể làm được điều đó mà. Không hả? Lộn, cái đó là gì? Là thằng xe anh bảo là làm thợ mộc cũng vui mà. Nhưng mà chị Sandy nói không, chị sẽ là ngư dân cho tới suốt phần đời còn lại của chị. Và nếu như mà chị nói điều đó là ông ấy sẽ cố gắng thuyết phục chị để từ bỏ nghề ngư dân này. Nói là chị ấy lại thích đi câu cá hơn, làm ngư dân hơn là làm thợ mộc. Điều đó thật là buồn, nhưng mà em chắc chắn là chú Bết cũng rất là lo lắng chị đấy. Ok, nếu như mà chú ấy lo lắng cho chị, chú ấy sẽ không cố gắng để đưa chị về nhà đâu. Ý em là dạ, chị rất là thích làm ngư dân. À, chị rất thích là cá. Đó là lý do tại sao là chị cứ tiếp tục làm việc này. Ok, tớ nghĩ là bây giờ tớ hiểu được tất cả mọi chuyện đang xảy ra ở đây rồi. Chú Bết cũng có thể là sai trong chuyện này nữa. Bây giờ tớ sẽ đi nói chuyện với chú Bết. Nhưng mà che anh, nó lại đi nói chuyện rồi. Chị nghĩ đó không phải là một ý kiến hay đâu. Không ấy. Phải, đúng vậy. Ông ấy sẽ không bao giờ lắng nghe ai nói gì cả, kể cả chị nói cũng vậy. Em gặp lại sau nha. Nếu như mà em cần học thêm về cá hay là câu cá thì cứ tới gặp chị. Vâng, em cảm ơn ạ. Ok, vậy là được thêm nhiều bí mật mới, quá hay đi. Vậy chắc là video này mình dừng lại tại đây nhé. Nếu mà bà nói hay nhớ để lại một like và share. Bà nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé. Một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu, đăng ký ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye. Tập sau mình sẽ khám phá hết luôn cả cái sự kiện nhà chú Bếp này nha.